Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 20 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện Văn Giang khai mạc lễ hội hoa năm 2019, đón nhận bằng công nhận làng nghề hoa cây cảnh xã Phụng Công và khánh thành tuyến đê kiểu mẫu. Tỉnh đoàn thăm tặng quà các gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Từ tháng 3 năm 2019, tỉnh ta tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo đề án của Chính phủ. Các địa phương trong tỉnh chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Quần chúng bắt đối tượng trộm cắp xe máy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Văn Giang long trọng tổ chức khai mạc lễ hội hoa lần thứ nhất năm 2019, trao bằng công nhận làng nghề hoa cây cảnh truyền thống xã Phụng Công và khánh thành tuyến đê kiểu mẫu. Đến dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, các diện tích canh tác ở Văn Giang cơ bản đã được chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, hình thành 3 vùng rõ rệt bao gồm vùng trồng hoa, cây cảnh, cây công trình với diện tích trên 250 ha, tập trung ở Xuân Quan, Phụng Công và thị trấn Văn Giang. Vùng cây cam, quýt, bưởi cảnh với trên 300 ha tập trung ở Liên Nghĩa, Mễ Sở, Tân Tiến và Thắng Lợi. Vùng cây nguyên liệu, cây ăn quả ở các địa phương Long Hưng, Nghĩa Trụ, Tân Tiến. Hiện Văn Giang đã có 2 trên 8 làng nghề sản xuất hoa cây cảnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan và Phụng Công. Nghề hoa cây cảnh đã tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 13.000 lao động, mức thu nhập ước tính khoảng 800 tỷ đồng mỗi năm. Sau 3 năm hưởng ứng phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, đến nay trên địa bàn huyện đã cơ bản không còn các vi phạm pháp lệnh về hành lang đê điều. Các tuyến đê đều đã được phong quang, sạch sẽ. Hai sườn đê trên địa phận hai xã Xuân Quan và Phụng Công đã được trồng, bài trí hoa tạo cảnh quan đẹp. Đây cũng là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao bằng chứng nhận làng nghề hoa cây cảnh cho xã Phụng Công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng biểu dương sự cố gắng, tự lực tự cường, tính sáng tạo của người dân nơi đây. Đồng chí khẳng định việc thành công trong chuyển đổi kinh tế ở Văn Giang, qua đó góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự địa phương sau khi đã dành đất cho đô thị. Đồng chí yêu cầu chính quyền huyện xã tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để làng hoa phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng chủng loại, nâng cao sức cạnh tranh, từng bước khẳng định thương hiệu hoa cây cảnh của địa phương. Tổ chức nhiều hơn nữa các hình thức quảng bá sản phẩm của địa phương, đồng thời gắn với phát triển du lịch vùng. Hiện nay Xuân Quan, Phụng Công và Mễ Sở, thị trấn Văn Giang và các xã trong huyện đã từng bước và nhanh chóng biến giấc mơ của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn và nâng cao mức sống của người dân, xóa nhanh khoảng cách giữa nông thôn và đô thị, xây dựng làng trong phố, phố trong làng. Từ làng lúa, làng ngô nay đã trở thành làng hoa cây cảnh, có cảnh quan tươi đẹp, đô thị văn minh. Cùng với phát triển nghề trồng hoa và cây cảnh, Phụng Công và Xuân Quan là hai xã khởi đầu trong việc xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, đã biến công trình phòng chống lụt bão gắn với phát triển nghề trồng hoa cây cảnh và phát triển du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch vườn trại, du lịch trải nghiệm. Tôi đánh giá cao và ghi nhận biểu dương Đảng bộ và Nhân dân huyện Văn Giang đã đi đầu thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng mô hình nông nghiệp hiệu quả cao để các huyện, các xã trong tỉnh cũng như tỉnh bạn học tập và làm theo. Thưa các đồng chí và các vị đại biểu, theo quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến 2030 và tầm nhìn đến 2050, toàn huyện Văn Giang sẽ được xây dựng trở thành đô thị loại 2. Để đạt được mục tiêu quy hoạch nêu trên, nghề trồng hoa và cây cảnh cần có những bước phát triển mới, vững chắc hơn. Tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang và các làng nghề tiếp tục phát huy những thành quả đã dày công xây dựng, đồng thời phải tận dụng và phát huy tốt hơn nữa tiềm năng thế mạnh, nguồn lực của địa phương, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm xây dựng phát triển làng nghề, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người lao động tại địa phương và đi đầu trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tôi mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang tiếp tục xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh,
phát triển nhanh và vững chắc kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và sẽ trở thành lá cờ đầu của tỉnh, của huyện. Nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị sinh thái văn minh sẽ bắt kịp và dẫn đầu xu thế của tương lai của Hưng Yên, Văn Hiến và cách mạng của đất nước, Văn Giang cùng cả tỉnh và vì cả tỉnh, để Hưng Yên sẽ trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu là lá cờ đầu của nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Kỷ Hợi, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin chúc toàn thể các đồng chí đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân dịp này, một số tập thể cá nhân hai xã Xuân Quan và Phụ Công đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng. Sau lễ cắt băng khai mạc lễ hội và khánh thành tuyến đê kiểu mẫu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương đã đi tham quan một số tác phẩm hoa cây cảnh đặc sắc được trưng bày tại lễ hội. Lễ hội hoa cây cảnh Văn Giang được kéo dài đến hết ngày 21 tháng 1. Khu trưng bày hoa cây cảnh được duy trì đến Tết Nguyên đán. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2018, Đảng ủy khối hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 45 trên 51 đơn vị là các chi đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt kế hoạch do các cấp ủy chính quyền và kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác tư tưởng, công tác xây dựng đảng cũng như công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Vận động các đơn vị trực thuộc đóng góp trên 12 tỷ đồng để tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giám sát chỉ đạo thực hiện tốt chế độ người lao động, qua đó góp phần ổn định thu nhập cho 15.000 lao động với mức lương đạt trung bình 9 triệu đồng một người trên tháng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Huy Bình đã biểu dương kết quả Đảng ủy khối doanh nghiệp đã đạt được trong năm 2018 và lưu ý Đảng ủy cần làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ đảng viên trong cơ quan, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng viên và đặc biệt là đối với cán bộ chủ chốt trong bộ máy tổ chức đảng. Nhân dịp này, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng 16 tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác năm 2018. Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 361 hợp tác xã, tăng gần 60 hợp tác xã so với năm 2017, thu hút gần 67.000 thành viên với tổng số vốn điều lệ là gần 248 tỷ đồng. Năm 2018 đã thành lập được 23 hợp tác xã hoạt động theo mô hình kiểu mới, thu hút 520 thành viên mới tham gia, tạo việc làm cho hơn 23.000 lao động, thu nhập bình quân đạt 3 triệu đồng một người trên tháng. Riêng đối với Quỹ Tín dụng Nhân dân, thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Năm 2019, Liên minh Hợp tác xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, tích cực khai thác các dự án, triển khai hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Phát triển, hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh mới. Vừa qua, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động của cơ sở may túi siêu thị Duẩn Mai có trụ sở tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cử. Tại đây, đoàn đã trao 17 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho công nhân lao động tại cơ sở may. Số tiền này được trích từ kinh phí hoạt động năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng chí Đoàn Văn Hòa đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên công nhân lao động tích cực hăng say sản xuất, đồng thời chúc công nhân lao động mạnh khỏe, đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, hạnh phúc. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động, động viên người lao động tiếp tục thi đua sản xuất. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tỉnh đoàn Hưng Yên đã đến thăm tặng quà các gia đình tại huyện Tiên Lữ có chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Đoàn đã đến thăm tặng quà và động viên hai gia đình ông Vũ Hồng Quân tại thị trấn Vương và gia đình ông Ngô Văn Lợi, xã Cưng Chính, huyện Tiên Lữ, đều có con đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự biết ơn của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo, động viên các anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng trong dịp này, tỉnh đoàn cũng tặng 50 suất quà cho những học sinh, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 800.000 đồng.
Công ty cổ phần Thuận Đức nằm trong cụm công nghiệp Lương Bằng, huyện Kim Động vừa tổ chức kỷ niệm 12 năm thành lập và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Được thành lập vào năm 2007, qua 12 năm hoạt động, đến nay công ty đã xây dựng được 4 nhà máy sản xuất tại huyện Kim Động và 1 nhà máy tại tỉnh Thanh Hóa, với các sản phẩm bao bì, túi sách siêu thị xuất khẩu, tạo việc làm cho trên 1.300 lao động. Năm 2018, công ty đạt doanh thu trên 700 tỷ đồng. Mục tiêu năm 2019 đạt tổng doanh thu 1.300 tỷ đồng, nâng mức lương bình quân của người lao động lên 8,1 triệu đồng một người trên tháng, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước và tích cực ủng hộ các phong trào từ thiện nhân đạo trên địa bàn. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 3070, quy định từ tháng 3 năm 2019, tỉnh ta sẽ triển khai tiếp nhận và giải quyết liên thông các thủ tục hành chính theo đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai tăng phí do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, việc liên thông các thủ tục hành chính trên sẽ được thực hiện với các trường hợp cụ thể, gồm thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, được thực hiện trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện. Thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất được thực hiện trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hưởng chế độ tử tuất trên cùng địa bàn cấp tỉnh với cơ quan giải quyết đăng ký khai tử. Thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai tăng phí được thực hiện trong trường hợp cơ quan đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hoặc xác nhận bản khai thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí tại cùng một địa bàn cấp xã có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử. Cá nhân yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trên có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này. Nếu có nhu cầu, người dân đăng ký với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc công chức tư pháp, hộ tịch hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Ủy ban Nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên thông. Ủy ban Nhân dân và Công an các cấp, các ngành, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh. Trước thông tin tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, nhất là dịch lở mồm long móng đã xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố, các địa phương trên địa bàn tỉnh ta đang tăng cường các biện pháp phòng dịch. Ngoài vận động các chủ hộ chăn nuôi chủ động tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh, nhất là tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, vừa qua các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tiêu độc khử trùng, trong đó đã phun phòng gần 630 lít thuốc khử trùng tiêu độc với tổng số 360.000 m2 chuồng trại, đồng thời rắc vôi bột khử trùng khu vực trong và ngoài chuồng nuôi, những nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh và khu vực ổ dịch cũ. Các địa phương tiến hành phun phòng nhiều như huyện Khoái Châu, huyện Kim Động và huyện Ân Thi. Thời gian qua, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ được thành lập và hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay, toàn xã Hải Triều đã thành lập và duy trì 53 tổ tự quản với tổng số 167 thành viên tham gia. Các thành viên không chỉ là quần chúng nhân dân mà có sự tham gia của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Từ đó kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện sự việc để phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng công an xã làm rõ. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của nhà nước, bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản. Hoạt động của các tổ tự quản đã góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, việc lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, các sở ngành, phòng chuyên môn tăng cường tiếp và đối thoại, giải thích để người dân hiểu về các chủ trương chính sách của nhà nước, của tỉnh, sẽ góp phần hạn chế những bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, đồng thời làm ổn định tình hình tại cơ sở. Mới đây, nghi ngờ dự án nạo vét luồng lạch sông Hồng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc Thịnh tại xã Mai Đồng, huyện Kim Động làm sạt lở đất bờ sông đang canh tác, các hộ dân đã phản ứng lên huyện và xã. Huyện Kim Động đã cử lãnh đạo phòng chuyên môn, lãnh đạo chủ chốt xã cùng với doanh nghiệp tới kiểm tra, giải thích, đồng thời tiến hành bồi đắp đoạn sạt lở, hỗ trợ các hộ dân và dừng nạo vét. Qua đó, người dân đã không kiến nghị lên cấp trên.
Chắc chắn là nếu là lãnh đạo huyện, xã mà không xuống thì nó sẽ thành cái điểm nóng lớn chứ không phải không. Đó bởi vì là bây giờ dân cư thì ở gần đây, thế mà bờ sông mà nó nở, doanh nghiệp mà hồ lấy cát muốn nở như thế thì chắc chắn là số phận của người ta chạy đâu, vỡ ở đâu thì tất nhiên là người ta phải phản đối. Sau khi mà sự việc nó như thế, doanh nghiệp lãnh đạo xuống thì doanh nghiệp là khắc phục ngay, thì chúng tôi thấy riêng bản thân tôi thấy là nó ổn định. Trước đây, người dân xã Dương Quang rất bức xúc trước những sai phạm của lãnh đạo thôn xã trong quản lý đất đai. Sau khi cán bộ xã, thôn bị xử lý kỷ luật, lãnh đạo tỉnh, huyện và các sở ngành chức năng về tiếp và đối thoại, đồng thời giải thích với người dân, từ đó đã hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Năm 2018, xã Dương Quang chỉ còn 2 vụ việc người dân chưa đồng tình với chính quyền xã, huyện, trong khi năm 2016 trở về trước, tại đây thường xuyên có hàng chục vụ khiếu kiện vượt cấp. Thì tháng 5 năm 2016, thì lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện cùng với lãnh đạo xã đã thực hiện một cái cuộc đối thoại với nhân dân. Và sau cái cuộc đối thoại đó thì người dân đã đồng tình cao. Và cái kết quả đem lại thì báo cáo với các đồng chí là cuối năm 2016 thì chúng tôi thực hiện lốt 4 thôn còn lại về công tác dồn thửa đổi đất nông nghiệp. Và cũng trong cái nhiệm kỳ 2015-2020 thì Ban chấp hành Đảng bộ đã ra một cái nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất đai. Ở Ân Thi, liên quan đến giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, dồn thửa đổi ruộng, giải tỏa vi phạm trên đất nông nghiệp là những vấn đề đôi khi chưa tạo được sự đồng thuận của người dân. Trong năm 2017 và năm 2018, lãnh đạo chủ chốt của huyện, phòng chuyên môn ngoài tiếp dân định kỳ đã nhiều lần trực tiếp xuống đối thoại tuyên truyền giải thích chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để người dân hiểu và chấp hành. Theo Bộ phận Thanh tra Nhà nước của huyện Ân Thi, số vụ việc khiếu kiện vượt cấp năm 2018 của huyện đã giảm 70% so với năm trước. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do việc tăng cường đối thoại tiếp dân của cán bộ chủ chốt huyện. Đối với thôn Phụ Hùng, xã Phụ Hùng thì nhiều lần là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trực tiếp về tiếp. Và về thì ở đây thì cũng về hội trường thôn, hội trường xã và đưa ra những cái quyết sách, những cái định hướng để cho các phòng ngành tập trung giải quyết những cái vấn đề mà người dân thắc mắc. Đồng chí Bí thư huyện ủy thì cũng đã về họp mấy chi bộ, đồng thời là cũng thường xuyên nắm bắt cái ý kiến, những cái nguyện vọng, cái tâm tư nguyện vọng của người dân để có ý kiến chỉ đạo xem xét giải quyết. Chỉ khi lãnh đạo các địa phương thực sự vào cuộc, tăng cường đối thoại trực tiếp và giải thích với người dân, cùng với đó là đẩy mạnh thanh kiểm tra về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng thì mới tạo được sự đồng thuận của người dân về các chính sách của tỉnh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mỹ Hào vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thanh Phong, sinh năm 1990, trú tại thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 1 năm 2019, lợi dụng sơ hở, Phong đã trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Rim biển kiểm soát 89B101376 trị giá 17 triệu đồng của anh Nguyễn Tuấn Anh, trú tại thôn Lường, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, đang dựng trên đường bê tông cánh đồng thôn Phúc Thọ, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì Phong bị người dân phát hiện. Công an huyện Mỹ Hào đã kịp thời có mặt bắt giữ, khám xét đối tượng, thu giữ một bộ vam phá khóa, một cờ lê và một số vật chứng có liên quan. Được biết, Phong là đối tượng nghiện ma túy và có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 5 năm 2018 lại tiếp tục phạm tội. Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mỹ Hào đang hoàn tất hồ sơ để xử lý. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh sắc màu tình nguyện học sinh sinh viên. Sau 6 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 500 tác phẩm dự thi đến từ các huyện thành đoàn. Với nhiều tác phẩm chất lượng thể hiện đầy đủ những cung bậc cảm xúc, những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại nhiều địa điểm trong tỉnh. Các tác phẩm đã mang đến cho cuộc thi nhiều mảng màu sắc đa dạng cùng những hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện trên khắp nẻo đường quê.
qua các vòng sơ loại, ban tổ chức đã chọn ra 21 tác phẩm tham dự triển lãm, đồng thời trao giải cho tác phẩm của trường Trung học phổ thông Văn Giang với lượt bình chọn và chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội, và giải nhất của cuộc thi thuộc về tác phẩm Quỳnh Lương, đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên. Dựa trên cảm hứng từ phương pháp học tập mới STEAM đang được áp dụng tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động, nhóm các em học sinh lớp 12A2 đã sáng chế ra mô hình đèn trụ vừa có tính thẩm mỹ, vừa có tính áp dụng cao trong thực tiễn. Thông qua kiến thức và kỹ năng STEAM liên quan 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học được tích hợp, nhóm 5 em học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Đức Hợp đã thực hiện mô hình đèn trụ với giá thành chưa đến 100.000 đồng bằng những vật dụng có sẵn và làm hoàn toàn bằng thủ công. Sản phẩm đã áp dụng quy tắc đường tròn đối xứng tâm của đường tròn. Đồng thời, khi đèn được bật, nhiệt độ tăng, áp suất tăng sẽ giúp cho vỏ đèn là những lon bia quay xung quanh tạo tính thẩm mỹ cao. Ngoài ra, trên những chiếc đèn có thể nhỏ tinh dầu giúp đuổi côn trùng trong nhà. Hiện sản phẩm đang được phát triển và định hướng để có thể trang trí trong phòng cá nhân hoặc trong các quán cà phê. Vì là ngay ở nông thôn như của mình ạ, mà các hộ gia đình cũng thế thôi ạ. Bọn em thấy là các thành viên trong gia đình thì có uống bia rất là nhiều, và lon bia thì không được tái chế ạ. Thì bọn em cũng nghĩ ra ý tưởng là lấy lon bia tái chế để thử làm. Khi mà làm này thì bọn em có vừa được học, vừa được chơi, vừa được trải nghiệm, và có kiểu như cảm giác là nó cảm giác thú vị hơn là những bài giảng ở trên lớp ạ. Thời gian vừa qua, đoàn viên thanh niên huyện Văn Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về Trường Sa. Hưởng ứng chương trình phát động của Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân, huyện đoàn Văn Giang đã phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức triển lãm ảnh Sức sống Trường Sa tại Eco Park, huyện Văn Giang. Với 150 bức ảnh sống động thể hiện rõ nét về sức sống Trường Sa, chủ quyền biển đảo và sắc màu tình nguyện, triển lãm đã thu hút hàng trăm người xem trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo các em học sinh tham gia. Thông qua những bức ảnh, thấu hiểu những khó khăn, vất vả và sự hy sinh những năm tháng thanh xuân nơi đảo xa, Tuổi trẻ huyện đoàn Văn Giang đã tiếp tục kết hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng những cây quất, cây hoa giấy đầy ý nghĩa phục vụ cho những ngày đón Tết Kỷ Hợi 2019 trên đảo xa. Chúng tôi đã chọn cây quất Văn Giang là cái hình ảnh đại diện của huyện Văn Giang để gửi gắm những cái tình cảm đến Trường Sa, để tặng cũng như là gửi gắm những cái không khí Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đến các chiến sĩ cũng như là người dân trên đảo Trường Sa. Mong rằng với những cái tình cảm mà chia sẻ của chúng tôi sẽ làm cho các chiến sĩ đảo Trường Sa cũng như là nhân dân Trường Sa được vui hơn, được ấm áp hơn. Đây là năm thứ hai huyện đoàn Văn Giang phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương hưởng ứng chương trình Xuân biên giới Tết Hải đảo 2019. Dành tặng những món quà ý nghĩa cho các cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa, huyện đoàn Văn Giang đã vận động đoàn viên thanh niên và các mạnh thường quân đóng góp 114 cây quất cảnh, 100 cây hoa giấy, 230 lá cờ Tổ quốc để tặng cho 33 điểm đảo ở Trường Sa. Đặc biệt, hàng trăm bức thư tay và tranh vẽ của các em học sinh trên địa bàn huyện Văn Giang cũng đã được gửi đến cán bộ chiến sĩ đang công tác nơi đảo xa. Cái chương trình này với những quà tặng thiết thực ý nghĩa như thế đối với cán bộ chiến sĩ, những người đang công tác ở đảo xa, nơi tuyến đầu Tổ quốc thì lại càng có ý nghĩa hơn. Chúng tôi là những người cảm nhận rõ nhất cái tình cảm, cái sự quan tâm đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở nơi khó khăn. Thông qua đó là chúng tôi củng cố quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Những tình cảm chân thành cùng những hoạt động thiết thực và những món quà đầy ý nghĩa của Tuổi trẻ huyện đoàn Văn Giang không chỉ là nguồn động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, đầm ấm, chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn tạo sự lan tỏa những hành động đẹp tới đoàn viên thanh niên trong và ngoài huyện. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Văn Giang có trên 100.000 con gà phục vụ Tết. Anh Lê Thành Tiếp ở xã Giả Trạch, huyện Khoái Châu trồng quất cảnh cho thu nhập cao. Cần ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải trên tuyến đường ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.